và cùng xem là KDF sẽ cấm cái gì cuối cùng, khi trước đó họ đã cấm đi Rumble. Ivan cùng với Leona, vẫn còn Rumble mặc định bên phía đội 2. Họ nếu mà nhà nó cho Perfect thì cũng hơi nguy hiểm. Dù Dudu đánh chống chịu phù đường trên rất là tốt nhưng mà vẫn là một kèo hơi khó. Nhưng quyết định của họ là cấm đi Lucian của BDD. Họ sẵn sàng đánh một cái kèo Sante Rumble là một cái kèo mà bạn không thể nào thắng được. Thực ra về bây giờ ai chơi của LCK ai chơi cũng vậy thôi. Họ đang mời KT Roster đánh lại kèo đó. Vậy thì có chấp nhận không KT? Không chọn nhanh nha mà họ đang suy nghĩ. Nếu như đặt lên bàn cân lúc này thì vẫn còn một vài con tướng power pick mà bên phía KT có thể hướng tới, như là Ezreal dành cho Dev khu vực đường dưới. Quyết định của họ là Corki đường giữa dành cho BDD. Họ thực sự nghĩ rằng Corki của BDD có thể cân bằng được với kèo đấu khu vực đường trên dành cho Perfect, khi mà anh ta có thể sẽ phải đối mặt cùng với Rumble của Dudu. Thực ra mà nói, cái roster sai lầm duy nhất của họ trong ván 1 là thả con Aurora thôi. Đúng. Chứ trước khi mà Aurora bắt đầu vận hành thì họ thoải mái kiểm soát ván đấu luôn. Corki của BDD lúc đó là 4 mạng, sát thương anh ta gây ra vẫn là dẫn đầu và vượt trội hơn tất cả mọi người khác. Thì cái sai lầm của họ đã được giải quyết bằng đúng một nút, đó là cái nút cấm. Cho nên là chắc là KT cũng đang sẵn sàng để đánh lại một cái đội hình cũng tương tự. Như vậy thì KDF họ sẽ có được một con tướng tỷ lệ thắng cao cho Curse là Nidalee, và mở đường cho Bulldog đánh những vị tướng sức mạnh công kích đường giữa. Yone vẫn có thể là một lựa chọn, chấp nhận câu chuyện thu đường một chút đến từ Bulldog để anh ta có thể có được khả năng càn lướt trong giao tranh. Và Yone Nidalee cũng là một cặp đi chung với nhau rất là hiệu quả, khi mà Yone có hiệu khống chế còn Nidalee có sát thương được mục tiêu. Trước tiên thì vẫn phải là Rumble đã. Nếu như để tiếp tục Rumble rơi vào tay của Perfect thì đó là một cái cánh trên quá nhiều power pick cho KT. Vậy thì bên phía K-Roster đã quyết định chuyển đổi đội hình một cách an toàn hơn. Họ không hướng về thêm sát thương và họ cho Biosic cầm con Sioni, đảm bảo được lượng CC có khả năng chống chịu mở giao tranh, và nó cho phép Perfect hướng về một con tướng sát thương. Như vậy đội hình cân bằng của K-Roster ở ván 2. Kennen khu vực đường trên dành cho Perfect, không biết là Kennen theo kiểu giao tranh tổng AP hay sẽ là Kennen đẩy lẻ với một cái sẵn sàng tấn công. Còn bên phía bên này thì KDF đang muốn hướng tới một xạ thủ ở tại phase 1. Họ chưa quyết định lựa chọn đường giữa sớm dành cho Bulldog mà đang hướng tới một con... Không, vẫn là một con... Nếu như có khóa Raven thì khả năng cao vẫn là Raven khu đường giữa. Và quyết định cuối cùng vẫn là Yone. Tại vì bây giờ giao điện bị giảm sức mạnh rồi, rồi sau đó móc diệt thủy quái, rồi nói thằng Dominic. Nếu như bạn đánh càng nhiều xạ thủ, đặc biệt là những xạ thủ xài cái bộ trang bị đó, thì là bạn bị lỗ thôi. Nếu bạn đánh xạ thủ thì bạn phải xài những con tướng mà không xài, ví dụ như Corki nè, cầm tam hợp, không liên quan. Thì ok, Yone, vị tướng cũng đã có những bước tiến về mặt sức mạnh ở phiên bản 14.15 này. Và hồi nãy chúng ta thấy Diaz đánh cũng khá là tốt, chỉ là họ gặp phải Genji mà thôi. Vâng, và tới với phase cấm thứ hai thì cả hai bên đều sẽ hướng xuống khu đường dưới, với những xạ thủ có xu hướng hỗ trợ cánh trên như là Jin, Zik, rồi Seraphine, hoặc là thêm cả những con bài xạ thủ mức độ an toàn cao. Ví dụ như là Ezreal ván này thực ra vẫn còn dành cho cả hai bên, nhưng không bên nào hướng tới ở ngay tại phase 1 cả. Bây giờ sẽ có những vị tướng làm nền là còn Midfoten và Jin. Zik thì tôi nghĩ rằng đội hình của bên phía KDF, nếu mà Zik thì nó sẽ hơi khó vận hành một tí. Tại vì nó sẽ là một cái đội hình mỏng và họ sẽ phụ thuộc hết vào khả năng mở giao tranh của hỗ trợ. Mặc dù là vẫn còn khá nhiều lựa chọn, ví dụ như là Rakan hay là Rael Alistar, nhưng mà nó cũng vẫn sẽ khá là nguy hiểm. KDF sẽ đưa ra lượt cấm cuối cùng của mình bên phía đội 2. Họ sẽ cấm Kai'Sa. Họ cấm đi Kai'Sa của Dev khi họ thấy rằng tuyến đầu bên phía KT cũng có khả năng băng vào rất là mạnh với Kennen cùng với Sejuani. Còn KT roster thì để xem lượt cấm cuối cùng của họ. Họ cấm đi Jin của Leaper chứ không phải là một hỗ trợ nào. Và như vậy là hỗ trợ ván thi đấu này thì chỉ cấm đi Leona thôi. Vẫn còn rất nhiều hỗ trợ mở như là Rael, như là Nautilus và Alistar dành cho Endil cùng với Barrel. Và Rael có thể là một lựa chọn được tranh chấp giữa hai người chơi hỗ trợ này. Cả hai đánh Rael rất là nhiều tại mùa giải này. Rael là vị tướng hỗ trợ có tỷ lệ thành công rất cao ở mùa hè 2024 này ở LCK. Và chung với nó sẽ là Nautilus, Rakan. Ưu tiên cho Leaper. Anh ta đang có một cái tuyến đầu. Leaper là một người tận dụng rất là tốt khoảng trống của mài đồng đội tạo ra nha. Khi mà có cơ hội, đặc biệt với con Zeri này, thì không ngạc nhiên khi anh ta tiếp tục sử dụng nó trong ván 2. Còn Dev sẽ có được vị tướng thuận tay, nhưng phải chú ý là Ezreal ở phiên bản này đã bị xuống một bậc về mặt sức mạnh. Đã bị điều chỉnh một chút về ngưỡng sức mạnh dành cho Ezreal, giảm sát thương, và cùng xem là liệu rằng nó có phải lựa chọn của KT hay không. Nó vẫn là một lựa chọn ổn để Dev có thể đánh an toàn khu vực đường dưới. Và cùng với Brom thì đây là một đội hình vẫn có được sức giao tranh tổng rất mạnh đến từ bên phía KT roster. Họ cũng có được khả năng cấu rỉa với Corki cùng với Ezreal, và họ cũng có khả năng khắc chế một vài những con tướng sổ vào như là Yone và Rumble, những con tướng cận chiến dễ vào tầm của Brom. Đội hình có 3 con tướng tay dài, kích hoạt nội tại Brom cũng là tương đối đơn giản. Ở phía bên kia thì có vẻ sẽ là một đội hình combo combo với Rakan dành cho Endil, Rakan Zeri cùng với Yone Rumble là những chất tướng có khả năng gây sát thương trên diện rộng rất tốt.
Rakan là một lựa chọn mà tôi nghĩ là nó cũng mang tính chất tự tin và muốn đánh công luôn từ bên phía của KDF. Tại vì thường ở trong cái tình huống này thì đa phần các đội có thể chọn Alistar để còn có công cụ để đẩy con Kennen ra. Nhưng với Rakan này coi như là bạn xác định là bạn combo combo, tôi cũng combo combo. Chúng ta cùng buông chiêu coi là đội hình nào buông chiêu mạnh hơn. Nhưng mà kỹ năng diện rộng từ bên phía KDF là nhiều sát thương hơn nha. Vâng, đúng là như vậy. Cảm giác là sau khi đợt boost sức mạnh của Yone cùng với Yasuo thì chúng ta thấy là những chất tướng hỗ trợ mở giao tranh như là Rell, Alistar đã là những chất tướng rất là khỏe rồi. Còn có thêm sự xuất hiện đến từ Yone, Yasuo thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều những đội hình combo combo được xuất hiện ở tại các giải đấu lớn. Và có đó chúng ta sẽ dễ dàng được chứng kiến những pha triển khai combo combo đến từ các đội tuyển chuyên nghiệp. Thì ván thi đấu này cả hai đều có sức giao tranh rất mạnh đến từ đội hình của cả KT và cả KDF. Cùng xem là bên nào sẽ triển khai đi đường và giao tranh tốt hơn. KT bắt buộc phải thắng ván này tại vì tuần thi đấu này họ còn một trận đấu và trận đó sẽ là đánh với lại Genji. Cho nên nếu như thất bại ở trong trận này, cái cửa vào playoff của KT sẽ vô cùng là hẹp. Họ tuần thi đấu cuối cùng của vòng bảng thì trận cuối họ đánh với lại DK. Là một đội ở trong top 6 và là đội top trên. Cho nên là làm gì thì làm, KT rất cần có điểm, muốn có điểm. Chúng ta cùng chờ đợi ván đấu thứ hai, KT sẽ làm được gì trước KDF. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta đã đến với ván thi đấu thứ hai khi mà KT chuyển qua bên phía đội 1 và KDF đội 2 với tỷ số đang là 1-0 nghiêng về bên phía của KDF. Một ván đấu đầu tiên thì nó khởi đầu rất là thuận lợi cho phía KT. Họ chỉ gặp một khó khăn khi đánh cùng với Aurora và họ đã giải quyết câu chuyện đó ở ván đấu thứ hai bằng một lượt cấm. Thì cùng xem là ván đấu thứ hai với đội hình đang được triển khai hai xạ thủ thì liệu rằng KT có tiếp tục thể hiện tốt ở khâu đi đường hay không. Và KDF thì là một đội hình đánh giao tranh tổng, họ sẽ cố gắng đánh an toàn ở khâu đi đường với những chất tướng như là Jerry cần thời gian farm tới từ Leaper, một xạ thủ cũng đã bị nợp gián tiếp sau khi những trang bị xạ thủ bị chỉnh sửa. Đẹp rất tự tin bước vào đánh tay và cắm mắt trong phần rừng đối phương để có thể có áp lực ở cấp độ 1 giúp Pilsic có thể cướp rừng. Cấp độ 1 của bên phía KT rất là mạnh nha. Braum và Ezreal là những vị tướng mà đánh nhau ở cấp 1 tôi nghĩ rằng họ không sợ bất kỳ một cái combo nào cả, với khả năng đánh ngất ngư rất là nhanh. Và KDF đã phải kêu gọi cả đường giữa của mình tiến vào khu vực rừng bùa xanh để có thể tăng thêm người đối chọi với lại KT. Họ chỉ câu giờ thôi cho họ không lao vào đánh. Lao vào đánh gần như là tự sát, câu con bùa xanh ra và không cho Pilsic cướp. Pilsic rất là mất thời gian nha. Vòng rừng đầu của anh ta không cướp được bùa và sẽ bị chậm tốc độ tương đối so với Nidalee của Gus. Ở tình huống khu vực đường giữa thì Bulldog cũng không cần phải ra đường sớm làm gì cả, vì chất tướng Yone anh ta ra đường sớm cũng chẳng làm gì trước được con Corki của BDD cả. Nên anh ta di chuyển nấn ná vào một nhịp và khiến cho KT bị lỡ nhịp. Một pha quỳ xuyên giữa hai người đến từ Barrel. Anh ta gặp nguy hiểm rồi. Trời, phong độ không hề cao. Và phong độ của anh ta cũng không cao ở trong trận thua Brion nha. Trận đó ta đánh con Rakan, nhưng nếu như bạn vẫn còn nhớ là những cú đúp đầu tiên của anh ta trong giai đoạn đi đường đều không trúng. Có vẻ đây là một giai đoạn mà phong độ kỹ năng của Barrel đang gặp vấn đề. Anh ta thậm chí còn liên tục dính những pha phi tiêu của Andy phía bên kia và mất máu là rất nhiều. Họ vẫn có áp lực đẩy đường lên cấp độ 2 sớm hơn. Những ngưỡng máu mà Barrel mất đi cùng với phép bổ trợ tốc biến chắc chắn sẽ khiến cho cái áp lực đi đường đứng dưới của KT không đủ nhiều để đè nén vào bộ đôi Rakan cùng với Jerry. Một bộ đôi được đánh giá là đi đường khá là yếu. Rakan trong ván này của Andy thì xác định là cũng không cần phải đánh mạnh ở khâu đi đường nên anh ta mang kiệt sức để khắc chế Kennen của Perfect. Rồi, dù gì thì với sức mạnh về mặt chất tướng, KT vẫn đang đẩy cao được ở khu vực đường dưới. Nhưng họ phải cẩn trọng một tí tại vì với việc đã có được hai bùa thì nếu như Kurt di chuyển xuống cánh dưới Barrel mà bị bắt lại, khả năng đào thoát của hỗ trợ KT là rất thấp khi mà anh ta không còn tốc biến nữa. Và chắc chắn là việc dừng của họ Pilsic bị chậm vòng rừng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Kurt quyết định xuống đường dưới rất sớm nha. Đúng rồi. Anh ta bỏ rừng cánh trên xuống cánh dưới, Barrel có thể là mục tiêu bị tấn công và Leaper là người lên trước hay là Andil đây? Chắc chắn là Andil rồi. Họ đang nhắm về phía của Barrel, rõ ràng người không có tốc biến. Barrel cố gắng chặn khiên lên che sát thương, nhảy về phía của Dev vẫn đang bị đánh liên tục. Giáo đã được che, nhưng những phát đánh thương thì làm sao mà che được? Khó rồi. Đường cần thắng thì lại bị mất mạng hạ gục sớm vào tay của đối phương. Và đó là một tình huống mặc dù bị chia đam, là cớt ban đầu anh ta tấn công vào người của Dev. Và Dev cũng đã che chắn được một lượng sát thương tương đối. Nhưng với pha tốc biến dứt điểm và đánh tay của Jerry thì không che được đến từ Dev. Và đường dưới của KT đã mất mạng trên công đầu vào tay xạ thủ đối phương.
Trong khi đó thì cái tốc độ đi rừng chậm của một Sejuani đang khiến cho Pulisic cũng chẳng cướp được nhiều rừng cánh trên lắm. Vẫn có cua dưới cho Pulisic trước khi anh ta lên, chính xác là dành cho Kurt trước khi anh ta lên cánh trên để phòng thủ hai bãi quái rừng còn lại, và Pulisic thì chỉ có thể đi pha mà thôi. Các bạn thấy là ở tại LCK, đặc biệt là cuộc đối đầu của những đội ở top trên, cái sai lầm nhỏ giai đoạn đi đường của Barrow đã bị trừng phạt một cách có hệ thống như thế nào. Bạn hụt chiêu, đối phương tràn lên, bạn mất tốc biến. Mất tốc biến xong, đối phương đầu tư tốc biến để tấn công thì đi thôi. Đó chỉ là một cú quy trượt của anh ta giữa hai người đối phương và ngay lập tức bị khai thác một phép bổ trợ, và nó là hiệu ứng domino khiến cho Barrow đã phải lên bảng điểm số. Một mạng hàng gục chiến công đầu dành cho một Jerry đang có thể gọi là chất tướng thua thiệt hơn so với Ariel phía bên kia, như là một món quà dành cho cây đép ở khu cánh dưới vậy. Và cái vòng rừng của Kurt thì có thể bị chậm được chút, nhưng mà cái tốc độ farm rừng của Nidalee nó sẽ giúp cho anh ta bắt lại cái nhịp farm với Pulisic nhanh thôi. Ở chất tướng Sejuani thì vừa chậm vòng rừng đầu với việc cướp bùa không thành công, vừa phải farm để lấy cấp độ 6, thì rõ ràng áp lực đầu trận của KT lúc này đang chưa nhiều. Nhưng mà tôi càng ngày tôi càng tin vào cái chuyện là KT đang tích nổ cho trận với Genji rồi. Đã nói là với cái khả năng lượng của họ thì phải xuống đáy thì lượng lên nó mới mạnh, hoặc là phải lên đỉnh lúc mà cắm đầu xuống là địa ngục thì nó mới căng. Cho nên là bạn nào fan KT thì tôi chúc bạn may mắn ở giai đoạn này. Họ đang bị dẫn trước một tí về tiền. Đường trên Perfect vẫn đang làm khá là tốt, nhưng mà khoảng cách nó tạo ra cũng không phải là nhiều. Đường giữa cũng vậy, BD có lợi thế, nhưng mà với con Yone này thì thua nhiêu đây chưa phải là vấn đề. Đợt lính vẫn còn cho Bulldog có thể giải quyết. Và với thế trận như vậy họ cứ farm thôi, chưa có nhiều mục tiêu để cả hai bên có thể tranh chấp. Và lúc này thì KT đang muốn triển khai con rồng nguyên tố đầu tiên thì phải, với pha di chuyển của Pulisic xuống cánh dưới bản đồ. Lúc này thì Kurt sẽ khép vòng rừng ở khu vực cánh dưới với hai bãi quái rừng mà anh ta có thể khai thác. Và lúc đó thì cùng xem áp lực đến từ cả hai bên sẽ như thế nào. Vì ở cấp độ 6 thực ra Yone vẫn có thể giao tranh được. Đúng. Còn Koki thì sẽ có một lượng sát thương phụ dụng thêm đến từ chiêu cuối, nó không quá đáng kể. Có lẽ điểm mạnh của Koki khi có level 6 sẽ là khả năng farm an toàn từ xa và đẩy đường thôi. Và khu vực cánh trên thì lúc này Pulisic đang có mặt để chuẩn bị cho sau lượt 1. Họ chưa đặt nhiều mục tiêu xuống khu vực cánh dưới bản đồ trong khoảng thời gian này. Tầm này bất kỳ một pha giao tranh nào KT phải hơn người mới đánh được nha. Tại vì họ đang ở trong một cái giai đoạn mà phải mua hai nước mắt. Thì khi mà bạn cầm hai nước mắt, đây là lúc mà sức mạnh của bạn không tăng tiến gì nhiều cả. Barrow vẫn chưa thể nào tìm được mục tiêu với những cú tuyết tê tái của mình cứ đẩy vào giữa hai người đối phương. Bốn đường dưới của KDF cũng đánh theo kiểu nhấp nhả thôi. Họ đang không có phép bổ trợ tốc biến và họ cũng không đánh quá hổ báo, chỉ đẩy đường và sau đó thì kiểm soát những lớp giáp trụ. Còn khu vực cánh trên thì với khả năng đẩy đường vượt trội của Perfect so với Rumble của Dudu thì đây là một con sâu đã được kiểm soát, hai con sâu đã được kiểm soát đến từ bên phía của KT Roser. Sâu thứ ba thì quyết định của họ là buông bỏ khi thấy Rumble của Dudu đã có khoảng trống di chuyển ra. Còn đứng dưới của KDF đang có rất là nhiều thời gian, họ đẩy đường xong thì kiểm soát luôn cua dưới thoải mái luôn. Dipper vẫn đang rất là dễ dàng trong cái kèo đấu này khi mà anh ta đã có chiến công đầu, cứ vậy là farm chiêu chiêu y chang như ván trước khi mà không có bất kỳ áp lực nào cả. Bên phía KT hai nước mắt như đã nói hồi nãy cũng đang không thể nào tạo được áp lực, và tôi nghĩ rằng tâm lý của họ đang không ổn lắm, tại vì họ đã mắc những sai lầm cá nhân, sai lầm tập thể trong ván 1 với Aurora, sai lầm cá nhân trong ván 2 khiến cho sự tự tin có thể sẽ đang bị lung lay. Và đây là lúc mà phải có ai đó bên phía KT đứng lên và dựng họ dậy về mặt tinh thần. Bulldog đang có những lượng sát thương ban đầu được triển khai rất tốt vào người của BD. Khi đã có được cái dây cuồng nộ thì hồi chiêu của Yone cũng được giảm rất đáng kể. Liên tục tích quy và sau đó thì lao lên tấn công cấu rỉa BD, một Koki không có nhiều về khả năng phục hồi. Chắc chắn sẽ cần phải đánh an toàn ở khúc này. Dòng nguyên tố đầu tiên thì vẫn còn ở đó, sâu lượt 1 thì KT có được 2, KDF có được 1. Và chuẩn bị sẽ là thời điểm mà có cấp độ 6 dành cho Sejuani của Pulisic nữa. Thì cùng xem là mục tiêu mà anh ta chọn cho tình huống tấn công với cái Bola băng hàn sẽ là khu vực đường nào. Đây là một ngưỡng sức mạnh quan trọng của Sejuani trong cái kèo với lại Nidalee. Nidalee cấp 6 không tăng tiến sức mạnh quá nhiều, Sejuani cấp 6 cầm Bola băng. Cho nên đây là lúc mà KT đang muốn đẩy mạnh nhịp độ hơn một tí để chiếm lấy thế thượng phong ở khu vực hang rồng. Nhưng mà Pulisic đã bị đánh dấu. Những mũi lao chưa tìm được mục tiêu của mình, BD đang di chuyển vào. Lượng máu của Bulldog không nhiều lắm, nhưng Pulisic đang bị rồng làm chậm thì hơi khó né lao. Anh ta buộc phải dùng đột kích băng giá lên phía trên. Đội KT đang phải lui về một tí tại vì đường giữa họ đang đẩy. Barrow bị mất máu, điện đặt đỉnh điểm, Barrow chạy và anh ta buộc phải tốc biến, may là sống sót được. Bulldog giật ngược về, trong khi đó BD đã đẩy được đợt lính vào và sẽ di chuyển về hỗ trợ đồng đội. Nhưng mà nhịp rồng của KDF đã bị trôi qua khi mà họ quyết định chuyển sang tấn công người. Và pha tấn công vừa rồi của họ đã ép được hai phép bổ trợ tốc biến của cả Dev lẫn cả Barrow. Họ cũng phải đầu tư tốc biến và cả chiêu cuối của Bulldog, và anh ta cũng sẽ bị thua farm tương đối so với Koki của BD, người đã không di chuyển ra và cắm mặt farm vào khu đường giữa. Anh ta thậm chí có thêm cả một lớp giáp trụ sau đợt đẩy của mình nữa. Thì đây là một pha đầu tư tài nguyên mà KDF chỉ dừng lại ở pha đổi phép bổ trợ thôi thì nó lại là hơi lỗ. Koki của BD đang có khoảng trống farm và anh ta farm tốt nha.
Nhưng mà về mặt lâu dài thì đây là một cái giai đoạn mà KT sẽ phải cực kỳ cẩn trọng, tại vì có khả năng sẽ tiếp tục có những cái áp lực từ đường giữa xuống cánh dưới, nơi mà bộ đôi đường dưới của KT không còn tốc biến. Thì cái đường dẫn từ giữa xuống dưới phải luôn luôn đảm bảo tầm nhìn để tránh Bulldog có những khoảng trống để có thể di chuyển. Vâng, lúc này thì nếu như Bulldog di chuyển xuống cùng với một Rakan của Andy, ôi đẹp, đẹp có một pha fake check, nhưng may mắn đó là một pha mà Jerry của Leaper không còn cái địa đặt điểm để có thể tấn công thêm. Vẫn sẽ là đợt đẩy trước dành cho Dev, nhưng năng lượng của anh ta đang là một vấn đề. Và con rồng này thì BDD vừa về nhà lấy trang bị nha. Bulldog di chuyển ra thì anh ta sẽ di chuyển ra trước, nhưng đang không có cái đoạt mệnh để có thể mở giao tranh. Hất tung thành công, Barrel không tốc biến nha. Dev đang bị làm chậm ở trong hang rồng. Và Bulldog đang chặt chém, giật ngược ra, né bô la băng nhẹ nhàng. Buildsick mất nhiều máu quá rồi. Những mũi lao đẩy KT ra khỏi hang rồng, mất rồng rồi. KDF đánh rất chậm và từ tốn trong pha vừa rồi. Họ cứ rút rỉa máu đối phương bằng những mũi lao của Kurt. Và sau đó thì họ có một pha di chuyển ra tập thể với 4 người. Buildsick quyết định đánh ngược trở ra khi thấy cái thế ở rồng nó cũng không có. Họ không có đủ sát thương để ăn rồng. Thì rất tiếc là bô la băng hàn lần đầu tiên trong pha đấu này của Buildsick nó lại không làm choáng được Bulldog trong pha vừa rồi. Họ đành phải để con rồng rơi vào tay của đối phương. Và Dev mất rất là nhiều thời gian nãy giờ, anh ta không về nhà để hồi năng lượng được. Thế là Leaper cứ thế là farm thoải mái ở khu vực đường dưới. Tất cả những bất lợi mà... Ui... Tôi xong rồi, mất hết lính rồi. Ui... Về là mất thêm một lớp giáp trụ và mất luôn cả tơ lính xe to. Và Dev bắt buộc phải ở lại ở trạng thái thua đường khi năng lượng và máu còn lại của anh ta là một con số vô cùng khiêm tốn. Đường dưới KT đang thực sự gặp khó trong ván đấu này. Toàn nhịp... Cái nhịp độ xung quanh đường dưới của họ lủng hết rồi. Thực sự là rất khó khi mà đường dưới của bạn bị thu đường như vậy để kiểm soát rồng. Họ vừa mất thế rồng xong, họ lại còn tiếp tục bị quấy phá và không về được đến từ Dev để sạc lại năng lượng. Và cái đường dưới khi mà Jerry đã bắt đầu có được cái giày cuồng nộ là nó sẽ đẩy hoài. Cái đó Barrel ván này quyết định lên một cái giày cộng sinh để bấm B về nhà nhanh hơn và di chuyển cơ động hơn trên bản đồ. Như đã nói, KT tôi nghĩ rằng đang ở trong một trạng thái tâm lý bị lung lạc rất nhiều và họ đang cần một cái gì đó. Một là một ai đó dựng họ dậy bằng cách kêu gọi. Hai là một cái pha thi đấu đột biến nào đó để lấy lại tinh thần. Chứ nếu không cứ theo cái nhịp độ này, thực ra cái Dev không cần làm gì cả. Họ cứ từ từ giữ cái lợi thế này là tự nhiên lúc hồi nó thành 3.000, 4.000, 5.000 thôi. 1.000 tiền đến từ hai xạ thủ, trong khi chất tướng rõ ràng là chất tướng nhỉnh hơn dành cho bộ đội đường dưới của KT Roster. Và vì Dev cũng khổ nên là Barrel, cái giày cộng sinh của anh ta cũng chưa thể hiện được khả năng roaming lên cánh trên. Một tín hiệu tích cực khi mà đứng giữa BDD vẫn đang cho thấy phong độ ổn định của anh ta với cái bài Corki ở trong khoảng thời gian vừa qua. Ván này thì anh ta vẫn đang farm rất là tốt. Nhưng chỉ có một mình BDD không thì lại chưa đủ. Vì đội hình KDF đánh về cuối cũng có yếu đâu. Đúng rồi. Nếu mà nói về tăng tiến sức mạnh thì tôi nghĩ rằng KDF hoàn toàn không sợ. Thậm chí có thể nói là họ có thể trội hơn, tại vì họ có cơ sở để câu máu từ xa. Và Yone là một con tướng mà giai đoạn sau về mặt sức mạnh á, nó rất là cao. Độ đột biến trong giao tranh tôi nghĩ rằng sát thương thuần thì Corki có thể nhỉnh hơn, nhưng độ đột biến trong giao tranh chắc chắn là một con Yone có thể làm được nhiều thứ hơn Corki. Và trong lúc mà KT cần đến áp lực, cần đến một pha xử lý đột biến nào đó để dựng lại tinh thần, thì nhìn vào đội hình của họ lại đang là quãng thời gian tích hai cái nước mắt. Và rất khó khăn để họ có thể tạo một cái đột biến nào đó, nhưng họ vẫn đang muốn thử với một pha di chuyển ra đến từ cả Barrel lẫn Pilsic. Nhưng rõ ràng với đợt lính này thì Yone của Bulldog sẽ farm an toàn mà thôi. KT đang phải chuẩn bị sớm cho việc kiểm soát khu vực sông. Họ cần phải có lợi thế về mặt tầm nhìn. Tình huống giao tranh tiếp theo thì nhiều khả năng sẽ nằm ở khu vực xứ giả. 1 phút 40 giây nữa, Ghost bắt đầu di chuyển chung với Andil để giành lại tầm nhìn khu vực sông dưới. Và sau cái pha này thì họ sẽ muốn thử một nhịp xem là có bắt được Dev khi mà không có tốc biến hay không, bằng cách áp lực vào trụ một đường dưới. Họ có thể suy nghĩ đến câu chuyện bỏ qua hoàn toàn mục tiêu khu vực cánh trên để băng trụ đường dưới được, vì có Yone ở đây. Những phép bổ cho tốc biến vẫn đang trong thời gian hồi đến từ Dev, còn mỗi cái thanh tẩy thôi. Những cú phóng lao làm mềm trước, thử coi có trúng hay không. Andil vào lấy chiêu, Barrel đã dựng khiên lên, Yone của Bulldog cũng tiếp cận. Nhưng mà KT đã vượt qua được mối nguy hiểm đầu tiên. Nhưng nếu chúng ta tắt tầm nhìn bây giờ là một cái màu tối đen ở khu vực rừng bùa đỏ của KT Roster. Cho nên là họ phải thi đấu trong một cái trạng thái đúng là phim kinh dị. Và ở cánh trên thì vẫn còn tới 1 phút nữa mới có sứ giả để khai thác, nên bắt buộc cho Pilsic phải giật về cánh dưới nhanh thôi. Vì đường dưới của họ đang bị gây sức ép liên tục trong khoảng thời gian vừa qua. Họ đang bị quấy phá bởi con Rakan của Andil, người đang bắt đầu đi vào để lấy tầm nhìn. Khả năng đẩy đường đến từ Jerry sau khi có giao điện và giày cuồng nộ là quá vượt trội so với Ariel. Và đây là một con Jerry được hưởng rất nhiều tiền từ giao đi đường với mạng chiến công đầu và cả những lớp giáp trụ mà anh ta kiểm soát được với 4 sâu nữa. Áp lực cực kỳ lớn nha, 4 sâu giao điện cứ thế là bào trụ. KT vẫn chưa tìm ra được giải pháp để có thể giao tranh ở khu vực đường dưới khi mà phong độ của Barrel đang không cao.
anh ta khó khăn trong việc tìm được những pha xử lý kỹ năng định hướng trúng ở đối phương. Và khi mà cánh dưới đã không còn nhiều những cơ hội để tấn công thì Pulisic đang chuyển hướng lên cánh trên. Cánh trên của anh ta cũng đang là một con Kennen cảm giác là không được khỏe lắm đấy từ Perfect thì phải. Vừa rồi là một pha trao đổi mỗi bên mất tầm nửa cây. Nidali tiếp cận rồi vào vị trí nhưng mà chỉ là để Soraka nhưng mà Nidali lên hồi máu cái, sau đó thì ra kiểm soát bờ sông để chuẩn bị cho con sứ giả. Con sứ giả này thì Koki của BDD đang trong thời gian tích nước mắt và chưa có tam hợp nha. Và Yone phía bên kia của Bulldog thì sẵn sàng có những pha lao lên mở. Họ có thể chồng sát thương đơn mục tiêu rất là tốt với cái combo Yone, Nidali cùng với Rumble và khu đứng dưới thì đẹp. Không thể chịu nổi nhiệt nữa rồi. Tại vì Jerry cầm dao điện trước nhịp, vấn đề là cái nhịp độ về trang bị của Lipper đang tốt hơn. Thì đẹp chỉ có thể là thế phòng ngự và khi anh ta về một cái thì Jerry cứ thế là đẩy banh mà thôi. Các bạn coi tổng lượng sát thương vào trụ của Jerry kìa. Một mình Lipper đã giải quyết cái trụ đường dưới tiền rất nhiều cho anh ta. Đây là một Jerry đã có được ngưỡng sức mạnh rất tốt rồi. Đây có thể chưa phải là thời điểm mạnh nhất của Jerry trong việc giao tranh, nhưng mà cái ngưỡng trang bị đến sớm như vậy nó sẽ giúp cho anh ta có khả năng hack farm sau canh khu vực đường giữa rất là tốt. Và cái ngưỡng sức mạnh của Jerry khi đạt được đến 3 đồ sớm, nó có thể bộc phát trong giao tranh khiến cho đội hình bên phía KT gặp những khó khăn. Và đây là một tình huống quyết định chưa kiểm soát con sứ giả cánh trên vội đến từ cả hai bên. Những thành viên đường dưới đã bắt đầu di chuyển ra khu vực đường giữa. Và khi mà họ không ăn con sứ giả vội thì đây sẽ là thời điểm có cả hai mục tiêu, vừa là dòng nguyên tố vừa là sứ giả cánh trên. BDD có mặt ở cánh dưới để giữ áp lực vào trụ, nhưng mà với con Jerry đường giữa thì Lipper di chuyển ra hai cánh rất là dễ khi mà anh ta đẩy lính nhanh. Bị mất máu rồi nha. Gus đã phóng lao trúng cú đầu tiên. Andil cũng đang mất máu. Dịch chuyển toàn bộ người ở đây. Xử lý kỹ năng thành công, họ bắt được Andil. Cuối cùng thì KT đã tìm được sự đột biến cần có, sự chính xác cần có. Sự có mặt của Ludo vẫn là thiếu người và rồng cho KT. Sức chống chịu đến từ Andil là không đủ trong pha vừa rồi, và khi anh ta nhận một tình huống choáng đến từ cái đánh ngất ngư thôi là anh ta lên bảng. Vì đứng kế bên đó là hai xạ thủ của KT Roster. Dep cùng với BDD đã có lượng sát thương đủ tốt để lấy mạng của Andil mà anh ta không kịp làm cái gì cả với con Rakan của mình. Và lần này thì Barrow đã xử lý chuẩn xác với một tình huống nội tại. Đó, nó phải là như vậy. Đây là lần đầu tiên mà anh ta đã tung tuyết tê tái trúng, và khi đã làm chậm đối phương bằng tuyết tê tái, sau đó là băng địa chấn luôn. Thì cuối cùng hỗ trợ của KT đã tỉnh ra, tôi nghĩ là như vậy, để có thể lấy lại tinh thần cho chính bản thân anh ta và cả đồng đội. Nhưng con sứ giả này thì họ đã ra chậm hơn, hơi bị khó để họ có thể cạnh tranh. Tình huống kiểm soát sứ giả cánh trên và cả cua dành cho Nidalee của Curse nữa. Và quyết định đến từ phía KT là buông bỏ. Đây là mục tiêu mà đối phương đã có tầm nhìn tốt hơn. Và giao tranh thì đối phương cũng có những công cụ để bắt lẻ với nhiều những cú chiêu cuối quan trọng. Và quyết định buông bỏ cũng là một quyết định hợp lý đến từ phía KT thôi. Cảm nhận lúc này là trụ đường giữa và trụ đường trên của họ cũng còn tương đối nhiều máu. Nếu như cầm hai cái tam hợp kiếm và phòng thủ thành công những đợt đẩy đến đối phương, tôi nghĩ là một con sứ giả sẽ chưa thể ngay lập tức mang lại trụ dành cho KDS. Anh Điêu nãy giờ chắc là thấy Barrow đang đánh không tốt lắm á, cho nên anh ta hơi bị láo quá, đang múa trước mặt đối phương. Và những kỹ năng định hướng của KT trong pha vừa thì 2Q4, tổng cộng là 2Q mỗi người từ Dep và Barrow đều trúng hết. Và sau đó là mạng dành cho Koki của BDD, người vẫn đang farm rất tốt ở trong pha đấu này. Và mạng hạ gục đó giúp cho anh ta tiếp cận đến cái tam hợp kiếm cũng là nhanh hơn. Đây đang là ngưỡng sức mạnh 2 tam hợp kiếm, nhưng mà nước mắt thì chưa hình thành full số đến từ cả Dep lẫn BDD. Họ có thể sẽ đánh an toàn trong khoảng thời gian này. Tiền thì vẫn đang chênh cho bên phía KDF khoảng chừng 2.000 tiền. Với con Jerry đường giữa này nó rất an toàn trong việc farm, nhịp của nó đẩy cũng sẽ rất là nhanh. Dep chỉ có thể đứng để giữ lính cho đồng đội của mình mà thôi. Barrow đứng trên một cái tầm nhìn của đối phương hơi nguy hiểm một tí, phải thoát khỏi pha phóng lao. KDF cũng đang cố gắng tạo áp lực về công trình để tận dụng được 4 con sâu, nhưng mà chưa thành công lắm. Bulldog mất nhiều máu quá. Sứ giả được kích ở đường giữa, sứ giả chay không ai dắt, kích nhẹ thôi. Họ triệu hồi nó ở khu vực đường mà họ đẩy tốt nhất, đó chính là đường có Jerry của Lipper, nhưng mà sát thương của họ sẽ là chưa đủ. Vẫn sẽ có những phương án để phòng ngự với tình huống tập trung đội hình ở khu vực đường giữa của KT Roster. Nhưng mà với pha di chuyển vừa rồi của Perfect thì anh ta đang để ra một khoảng trống khu vực đường dưới dành cho Dudu, người sẽ đẩy cao và có những pha tạt cánh ra khu vực đường giữa. Nếu như bên phía KDF muốn có được trụ đường giữa đối phương, họ sẽ cần phải có những pha như vậy, và họ đang làm điều đó. Lúc này thì trụ không còn nhiều máu nữa rồi, chỉ một đợt đẩy nữa thôi. Lipper hoàn toàn có thể tiếp cận cái trụ thứ hai của mình trong pha đấu này. Những pha xử lý Jerry của Lipper nó rất chuẩn xác. Anh ta dùng cái xung điện cao thế qua trụ để bắn vào đợt lính, giải quyết nhanh, có áp lực tốc độ. Và bốn sau cuối cùng thêm một cái trụ nữa. KDF đang đánh một cái trận BO3 mà cái khả năng đánh chậm của họ là rất tốt nha. Vâng, và ván này thì họ lại càng có cớ để có thể đánh chậm với một con Jerry đang 2 đồ. Cái khoảng thời gian 18 phút 2 đồ mà có được trụ một đường giữa đối phương thì anh ta bắt đầu di chuyển và farm những bãi quái rừng xung quanh khu vực đường giữa. Chỉ tầm 18 phút anh ta đã có được 200 chỉ số farm và lượng tiền đến từ chiến công đầu nữa. Cái tốc độ lên đồ 3 của một con Jerry sẽ là rất sớm. Nó sẽ kịp thời gian để họ cạnh tranh những con rồng nguyên tố phía sau với đối phương. Trong khi đó thì khu vực đường trên Bulldog đang
cần thêm sự hỗ trợ của Andy với chiếc tướng Rakan thì đây là một con tướng rất là cơ động để hỗ trợ đường cánh và đảm bảo an toàn. Tôi nghĩ là tấn công con Corki của BD còn tốc biến còn thảm lửa nó sẽ hơi khó. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đợi những cái nhịp giao tranh ở khu vực hang rồng. Con rồng này là một con rồng mà tôi nghĩ là cả hai bên đều cảm thấy là mình có thể sử dụng được. Cái rồng gió nó không phải là quá mạnh, nó chỉ là cái tiền đề để kiến tạo giao tranh mà thôi. Bulldog tự tin vậy ta. Đứng hơi gần con Rom một tí, bị làm chậm, bị làm choáng. Barrel thì mất tốc biến, Bulldog thì mất chiêu cuối. Nhưng mà thời gian giao tranh ở khu vực rồng thì chắc chắn cái đặc mệnh của Bulldog sẽ hồi lại được. Còn tốc biến của Barrel thì chưa. Ở đây là một pha lấy máu của Bulldog, lấy chiêu cuối của anh ta để tạo khoảng trống cho BDD có thể tiếp cận những công trình của đối phương với tam hợp kiếm. Nhưng mà có rất đông thành viên của KDF đang có mặt ở đây nha. Không hất tung được ai cả, Adil phải lui về. Leaper đang di chuyển lên, Dep cũng đang di chuyển lên. Rakan đang rất là tự tin nhảy múa trước mặt đối phương. Trong khoảng thời gian này tôi đang thấy đang đu đu đẩy được ở cánh dưới. Do đó Perfect đã phải di chuyển xuống cánh dưới để có thể hỗ trợ. Hai bên vẫn đang múa. KDF đang triển khai đội hình tôi cảm giác là mượt hơn so với KT á. Là họ vẫn đang farm rất là thoải mái mà cái áp lực của KT chưa nhiều nha. Những pha di chuyển vừa rồi hoặc là KDF họ tấn công theo kiểu rất là hời hợt. Họ cứ lao lên cấu rỉa sau đó rút lui và cũng không có định giao tranh bung tài nguyên nhiều. Họ có lẽ sẽ muốn tiết kiệm tài nguyên cho con rồng nguyên tố phía sau. Nó sẽ là con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu, cũng sẽ là rồng 2 dành cho một trong hai bên nếu như họ kiểm soát được. Nhưng với thế khu vực cánh dưới của KDF rõ ràng họ đang là những người có được khả năng kiểm soát rồng tốt hơn. Bởi vì những cái trụ cánh dưới của KT đều đã bị mất đi trụ một đường giữa và trụ một đường dưới. Ở thời điểm giao tranh hang rồng thì Bulldog tôi nghĩ rằng anh ta đã có một cái ngưỡng trang bị nó bị lỡ cỡ, anh ta chưa xong trang bị lớn thứ hai. Thì đó có thể là một tiền đề để cho KT đánh tự tin hơn một tí. Nhưng vẫn sẽ phải cẩn trọng cái combo combo của bên phía KDF, Rumble và Yone. Rumble đang một mình cánh trên, bắt buộc phải có người tới hỗ trợ. Đó là Adil. Có vẻ như KT cũng đang gấp rút chuẩn bị cho những cái lượng trang bị thứ hai dành cho cả BDD lẫn cả Death nữa. Họ thấy ra con rồng gió này cũng bỏ, không có quá nhiều giá trị. Đã thôi bỏ để ăn trụ cánh trên. Nhưng mà KDF cũng có những người lên để có thể phòng ngự và họ đang giữ lại trụ một đường trên trong một khoảng thời gian tương đối lâu. Thậm chí họ đầu tư luôn cả chiêu cuối của Dudu để giữ trụ, không cho KT có thể khai thác được nó. Đây là một KDF đang đánh, tôi cảm giác là cái kế hoạch macro của KDF từ ván 1 tới ván 2 đều đang rất là tốt. Và nó khiến cho KT gặp rất là nhiều khó khăn trong việc giành lại mục tiêu. Mà Dep có một pha xử lý xuất sắc, đây chính là một điều mà KT cần nè. Dep phải nói rất là to với đồng đội rằng là giữ được bùa đỏ rồi nha. Để cho cảm giác là có một cái gì đó tích cực. Bùa đỏ thời điểm này thì nó chia cho toàn team. Nên là nó có bùa đỏ rất là giá trị dành cho bên phía KT roster với đội hình 2 xạ thủ. Và Pilsic sau một khoảng thời gian rất dài anh ta đứng lại khu vực đường trên mà không tìm được mục tiêu tấn công thì anh ta đã quyết định rút lui để farm tiếp khu vực rừng của anh ta rồi. Vẫn là một KDF phòng ngự rất kiên cường, trụ một đường trên của họ một chấm máu nhưng KT vẫn chưa thể khai thác được. Bây giờ chúng ta cùng hẹn nhau ở khu vực Baron, tại vì tôi nghĩ rằng đánh chậm thì chậm chứ cái khoảnh khắc mà Bulldog có được món lớn thứ hai thì sẽ phải có những pha tăng tốc đến từ bên phía KDF để nói thẳng ra là có thể nắng gân KT một tí để xem là KT có thực sự đã quay trở lại phong độ hay chưa, và họ cũng sẽ cố gắng khai thác vào một con Brom không tốc biến của Barrow. Và đây sẽ là trụ một đường trên dành cho bên phía của KT roster sau một khoảng thời gian phòng ngự rất tốt thì KDF lúc này họ đã chấp nhận câu chuyện buông bỏ nó. Phía bên kia là ngưỡng sức mạnh đã đạt với Corki, Ezreal 2 cái tam hợp kiếm và thần kiếm Muramana đã biến ảnh rồi nha. Còn phía bên này cũng là ngưỡng hai trang bị dành cho Nidalee, Yone cùng với Zeri. Zeri thậm chí là hai đồ giữa đến từ Leaper vì anh ta bắt đầu bức farm quá ghê trong khoảng thời gian vừa qua. BDD vẫn đảm bảo được nguồn sát thương từ con Corki của anh ta, đẩy nhẹ Anil về giữ áp lực ở khu vực cánh trên. Nhưng tôi đang thấy có dấu hiệu dịch chuyển đội hình lên cánh trên từ bên phía KDF. Họ đang có 4 người xung quanh khu vực hang Baron. Nhưng mà cái nhịp trước thì bên phía KT đã kiểm soát được. Thì bây giờ KDF phải đánh chung với nhau để có thể đẩy tầm nhìn xuống. Họ đang thử những pha cấu máu. Nhưng người làm tốt hơn là Dep. Ghost vẫn chưa phóng lao trúng ai cả. Con bùa đỏ được Dep giữ lại đang phát huy tác dụng với Ezreal cùng với Corki, những chất tướng có khả năng cấu rỉa tốt. Phía bên kia thì Ghost đang chưa dám bước lên quá cao để có thể có những pha cấu rỉa bằng những mũi dao của mình, mũi lao của mình. Và nếu như họ bị dính một pha tuyết tê tái của Brom, dính thêm một quy của Ezreal là hai stack nha. Và nếu như Ezreal dịch chủ cả học lên đánh tay thêm một đòn nữa cùng với quy thêm một cái nữa là sẽ có người bị choáng. Cái nhịp trồng choáng đó của KT nó rất là nguy hiểm cho đội hình đang không phải có chống chịu quá tốt của KDF. Ghost vừa rồi phóng lao rất là nhiều cho nên ta bị hết năng lượng. Đây là cái nhịp mà anh ta phải lui về. Dù sao thì bên phía KDF cũng đã gửi được một vài con mắt vào khu vực hang Baron. Hai bên bắt buộc phải đánh chắc chắn ở thời điểm này. Barrel vừa rồi đã dính một cái lao trước đó. Dính một lao nữa là nó thành 50% máu. Vẫn đang kèm cửa Aram hất tung đến từ Endil nhưng họ đánh rất là từ tốn. Barrel bắt buộc phải dựng tốn kiên cường nhưng dính bộ đá băng hàn rồi. Và Endil không tỉnh được. Nhưng có khoảng trống cho Zeri hay không? Không có. Yone tới, Bulldog nhìn vào phía trước. Anh ta lao vào, đã chặt trúng vào Pilsic. Và sau đó, ôi lửa cháy!
triple kill cho Dudu. Nhưng mà Lipper liệu ta có xong đây không? Đây ta thả diều ngược lại. Perfect không tìm được mục tiêu của mình. Và Perfect đang phải chạy nhưng ta chạy không được. Đó là quét sạch cho KDF. Và đây chính là một pha bức tốc mà chúng ta nói về ngưỡng sức mạnh 2 đồ của họ. Ở trong đội hình có Yone 2 đồ. Khả năng băng vào đến từ Bulldog với cú đặt mạnh tốc biến của anh ta nó là vô cùng dũng mãnh. Và khi có thêm cả Dudu đến, cái mưa tên lửa cùng với pha tốc biến sấy đỏ nồng của một con Rumble đã khiến cho đội hình cũng không nhiều chống chịu của KT lần lượt lên bảng điểm số 1. Và Jerry quá xanh của Lipper, anh ta cũng không nhận lượng sát thương đến từ Kennen để có thể phải lên bảng nữa. Anh ta vẫn cù cưa hút máu lại đủ tốt. Andy là người dính tất cả mọi thứ, đó là Bola băng hàn và anh ta nằm xuống mà không làm được cái gì cả. Nhưng khoảng trống tạo ra dành cho phần còn lại của KDF là quá nhiều. Khi mà một lượng tài nguyên rất lớn của KT đã bung, đó là một cái lượng CC đến từ băng địa chấn và Bola băng. Các bạn thấy cái sự thoải mái của Dudu ở tuyến sau. Khi mà KT đã không còn đủ tài nguyên để kiểm soát được đối phương nữa. Đây là một pha xử lý tình huống rất hay đến từ Lipper. Anh ta mặc dù bị choáng nhưng vẫn có thể hút máu lại nhờ cái huyết trượng của mình. Và có thanh tẩy, có tốc biến, xử lý được sau một pha dịch chuyển bóng sau không hiệu quả tới từ Kennen trong tay của Perfect, khi anh ta không đủ khả năng để có thể tự tay hạ gục được Jerry của Lipper. Và tuyến đầu thì với Yone với Rumble, rõ ràng là hai đường đơn của KDF đã gây một lượng sát thương quá lớn trong pha giao tranh vừa rồi. Bây giờ thì câu hỏi đặt ra là tôi không nghĩ là cái trận này nữa rồi, mà là KT sẽ tích nổ để nổ ở Genji hay là tích qua tới tuần sau luôn. Tích tuần sau nữa Odin, hai trận sau à? Tích cái nộ trận Bro là cũng căng căng rồi. Tích cái nộ trận này nữa thì hai trận thua 0-2 nó là một cái gì đó dưới nha. Đúng, nó sẽ là một KT như thế nào ở tuần thi đấu sau đây tôi cũng không biết nữa. Khó đoán lắm, không biết được đâu. Cho nên là chúng ta hãy cùng chờ đợi các trận đấu tiếp theo của KT. Còn trận này, ván này bây giờ đang là gần 10.000 tiền. Jerry đồ 3 huyết kiếm rồi. Và đội hình bên phía KDF rõ ràng là họ cũng có được cái khả năng đánh combo combo họ triển khai. Mặc dù pha vừa rồi thì Andy nằm xuống sớm, nhưng mà hai người đến sau đã Ruru cùng với Bulldog, họ đã vào giao tranh cùng một nhịp và gây được một lượng sát thương trên diện rộng rất là đáng kể. Và xét về sức chống chịu thì Brom cùng với Sejuani mặc dù là những sức tương chống chịu tốt, nhưng khi mà hết tối kiên cường của Brom hay là hết đi cái khả năng chống chịu đến từ Bola băng hàn của Sejuani tuyến đầu, thì sau đó Sejuani cũng rất là kém tác dụng và để cho đối phương vào sát thương một cách thoải mái như vậy. Rõ ràng là KT đã để thua giao tranh, mất Baron rất sớm. Một con Baron đang mang lại 3.600 power play dành cho bên phía KDF. KDF trận này tôi nghĩ rằng họ, nếu như họ, đây là một KDF mà ở mùa giải trước chúng ta đã nghĩ rằng nên có mặt ở playoff với phong độ cao, nhưng mà họ bị một cái là tới giai đoạn về đích thì họ lại không thể hiện được điều đó. Nhưng mà ở mùa giải này họ lại bắt đầu tìm được một cái điểm rơi ở đúng cái nhịp cuối cùng của vòng bảng. Thì hãy cùng hy vọng rằng chú ngựa ôm mà rất nhiều người dự đoán ở đầu mùa giải có thể làm ra được những điều bất ngờ. Và cũng phải cẩn trọng nha, Fox cũng đang là một đội có phong độ tốt. Trước hết KDF cần phải dứt điểm cái ván đấu cũng như trận đấu này đã, với gần 10.000 tiền trên lệch trước bên phía KT Monster. Lợi thế là có, và cùng xem các thành viên của KDF sẽ kết thúc ván đấu thứ hai này như thế nào với những lợi thế hiện tại. Họ đã bóc được khoảng 4 cái trụ ngoài của đối phương trong khoảng thời gian vừa qua. Lượng trang bị đúng là đang có những sự chênh lệch rất lớn đến từ cả hai bên. Nó tập trung chủ yếu ở trong vai trò xạ thủ. Và nó sẽ là một con Jerry có được một cái vô cực kiếm cũng tầm tầm phút thứ 30. Nó vẫn sẽ là một ngưỡng sức mạnh đột biến ở tuyến sau của KDF. Và rõ ràng là KT Roster sẽ cần phải có những pha xử lý giao tranh nó vô cùng khủng khiếp mới có thể lật lại được lượng tiền lớn đấy như vậy. KDF các bạn xem đang là một cái thứ, thực ra nó cũng căn bản thôi, là đẩy ở đâu phá hết mắt để tránh một con Kennen tập hậu. Thì không có bãi đáp nào cho Perfect cả. Tôi đang nhìn ra bản đồ, không có con mắt nào để người ta dịch chuyển cả. Thì chỉ có thể phòng ngự xung quanh trụ mà thôi. Cái vấn đề ở đây sẽ là bị cướp bùa xanh. Liên tục sẽ có những pha phóng lao cẩu máu của Kết. Và khi có bùa xanh thì cái tỷ lệ 10 cái chắc phải trúng được 2 cái đúng không? Mà trúng 2 cái là cũng rất đau đến từ một con Nidalee đã có được hai món trang bị giữa như thế này. Vào luôn à? Anh điêu mở luôn, mưa tên lửa trải dọc đường KT. Pedro đi rồi, Kennen tới, Kennen làm rất tốt. Kiệt sức hơi trễ một tí, nhưng cái giá phải trả là Perfect cũng gục ngã. KDF có nhiều mạng hơn, lúc này hai xạ thủ của KT thì liệu có chống được phần còn lại của KDF hay không? Họ đang phải đợi được lĩnh, KDF sẽ chờ đợi một chút xíu. Họ đẩy được cả đường giữa và đường dưới. Một quyết định băng trụ nhanh đến từ bên phía của KDF và họ đã thành công với điều đó. Họ thành công trong việc trồng hiệu khống chế và sát thương đến từ mưa tên lửa và đoạt mệnh nữa. Nó khiến cho con Brom của Barrel đứng trên một cái mưa tên lửa quá lâu và anh ta nằm xuống. Với lượng chống chịu hạn chế của một con Brom đã không còn tối kiên cường. Và sau đó là một pha tọc hậu đến từ Perfect, mặc dù là Andy vẫn phải lên bảng. Nhưng trước khi nằm xuống anh ta vẫn kịp để lại một cú kiệt sức giúp cho đồng đội của anh ta gỡ mạng. Đây, Barrel vừa dựng tối kiên cường xong, đúng cái nhịp hết tối kiên cường, dính mưa tên lửa, dính đoạt mệnh và như đó là đủ để khiến cho hỗ trợ của KT lên bảng. Phía bên kia thì những nỗ lực đến từ Perfect gỡ được một mạng, nhưng sau đó anh ta cũng lại phải trả mạng dành cho một carry đối phương.
nghĩ rằng pha đó là chắc là anh yêu đang suy nghĩ rằng mình không cần kiệt sức, cho nên tung kiệt sức hơi trễ một tí, thì nó đã khiến cho anh ta phải nằm xuống. Nhưng mà thật ra nếu như anh ta sống pha đó thì chắc là bên phía KDF cũng không làm gì thêm, tại vì Baron không có, họ cũng đã buông tài nguyên, chắc không đánh vào trụ ba, thì nó cũng không phải là một cái bước lùi quá lớn dành cho bên phía KDF. Bây giờ KT sẽ phải chuẩn bị làm sao để có thể có được tầm nhìn ở hang Baron khi mà đang bị đẩy sát vào căn cứ của mình như thế này. Và với con Baron thứ hai, nó sẽ là công cụ để KDF kết thúc ván đấu. Đây đang là một thế trận mà họ có tổng cộng 5 trụ ngoài đối phương sau trước phút thứ 30. Và con Jerry của Leaper đang bấm B về để lấy vô cực kiếm sau 29 phút. Bây giờ tôi thấy là chỉ cần bô la băng mà tung ra xong á. Nghe rồi. Sống nổi không vậy? Chúng ta sẽ thu về được. Bô la băng mà tung ra xong thì chắc là Leaper bắn hết quá. Tôi nghĩ là hơi khó để KT có thể hạn chế được khả năng bắn đến từ một con Jerry, nếu như không phải là Kennen của Perfect bọc sau một cách hiệu quả thì rất khó để bên phía của KT có thể chạm được vào con Jerry này, khi mà tuyến đầu của KDF vẫn là Rakan, vẫn là Rumble và Yone nữa. Nhưng mà chỉ cần anh yêu đứng kế bên, chỉ cần có cái kiệt sức là Perfect cũng chẳng làm được gì cả. Kiệt sức sẽ chưa hồi lại kịp ở thời điểm Baron ra đâu nha, cho nên có thể là một cái cửa sổ rất hẹp để cho KT tìm được một pha giao tranh phép màu. Nhưng mà 10.000 tiền đó, 10.000 tiền, một cách biệt quá lớn về mặt trang bị khi mà hai vô cực kiếm đã có phê check. Thôi xong rồi, mất tốc biến với một con Kennen, sự là không có lời giải cho Jerry lúc này nữa rồi. Không tốc biến, Jerry thanh tẩy tốc biến, Perfect làm sao tìm được Leaper đây. Leaper thậm chí đang đứng chung với lại Adil, đứng tiền tuyến để chặn đối phương luôn. Đồng đội Anbaron còn anh ta đứng chặn đối phương không cho tiếp cận. Đánh rồi, Lao đã trúng, Barrel thấp máu, Bulldog lao ra phía bên này, Andil cũng mất máu. KDF đánh một pha nó cũng hơi phân tán đội hình một tí. Thì KT quyết định thử vận may của mình, họ đang ở trong hang Baron, Andil thấp máu nha. Ăn được nha, đủ tài nguyên. Tôi nghĩ là họ phải đánh thôi. Rất là phía trên, Bulldog là người bị làm choáng, lấy tất cả mọi thứ nhưng mà ta chạy được rồi, KT hết chiêu rồi. Thì ai cản Leaper đây? Câu hỏi đặt ra bây giờ là bao nhiêu mạng? Hết mạng. Chắc là 5 mạng. Chắc là 5 mạng rồi. KDF. Wow. Mặc dù là không có cái mưa tên lửa của Dudu, tức là bên phía KDF cũng không có cơ hội để có thể đánh 5 người đó. Đúng. Và Dudu thực ra là cũng không dịch chuyển. Nhưng mà cái nhịp mở ra của KT nó bị một tình huống outplay quá gắt của Bulldog đi. Bulldog có một pha thu hồn đoạt mệnh rất nhanh tay để có thể thoát khỏi cái bô la băng hàn đến từ Sejuani của Pilsic, và sau đó thì anh ta vẫn sống. Rồi phần còn lại thì Leaper dọn dẹp giao tranh mà thôi. Âu lượng siêu tốc đã quyết định đi xuống dưới thêm một nhịp nữa sau trận thua trắng 0-2 trước Vion. Họ thua trắng KDF 0-2 để chuẩn bị bước vào cuộc chiến lược về với Genji. Vâng, và KT thì đúng là lượn rất ác. Đầu mùa họ đánh cực kỳ trồi sụt, đến giữa mùa họ đánh cực kỳ bay, đến lúc bay thì lại đáp xuống thêm một khoảng ở cái vạch cán đích của họ. Và vạch đích của họ lúc này cũng đang bị cản bởi cả chính các thành viên KDF và cả biên KFX nữa. Tiêu Anh bảo hên quá, lịch thi đấu hôm nay không đánh sâu KT. Nay mà có thêm trận 3 Tiêu Anh đánh rồi chắc là thôi xong. Xin chúc mừng KDF, họ đã tự giúp cho bản thân mình giữ nguyên cơ hội cạnh tranh với chính KT, một vé có mặt ở Playoff LCK mùa hè 2024. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.